Kính bạch quý thầy, con vô cùng hạnh phúc khi mình được làm một người Phật tử. Hàng ngày khi xem tivi, báo hay các phương tiện thông tin đại chúng khác, con nhận thấy rằng giới trẻ ngày nay đang xuống dốc một cách khủng khiếp, ngày càng nhiều những tệ nạn xã hội, trong đó giới trẻ là thành phần chủ yếu, lối sống buông thả, đua đòi. Nhưng điều khiến con bàng hoàng hơn đó là những đứa trẻ ngang nhiên giết người mà không chút do dự, hay nói cách khác là giết người không gớm tay. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa, kể cả cha mẹ của mình, một khi không được đáp ứng mọi nhu cầu là thẳng tay chém giết. Nghĩ lại gia đình mình, còn có một đứa con trai, năm nay đang học cấp 3, có đôi lúc nó không nghe lời con, con mắng nó thì nó bắt đầu có những động thái cãi lại, không nghe. Những lúc đó con cố gắng dằn lòng mà khuyên bảo con của mình, song trong lòng đã mang một mối lo lớn. Trong thời buổi này, liệu rằng con của mình có bị sa đà hư hỏng như những đứa khác hay không, để rồi sẽ xảy ra tình trạng như trên con đã nói. Con thật sự rất lo nên cũng bối rối không biết phải làm như thế nào. Mong quý thầy cho con một lời khuyên hay một phương pháp nào đó để con dạy bảo con của mình và đưa nó đến với Phật Pháp. Con thành tâm tri ân quý thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là một vấn đề chúng con thiết nghĩ rằng không phải chỉ riêng của Phật tử đặt ra câu hỏi, mà tất cả chúng ta trong cuộc đời của mình, ai ai ít hay nhiều cũng đều gặp trường hợp tương tự như thế này. Vậy thì khi đã là một người Phật tử, chúng ta sẽ phải ứng xử trong trường hợp này như thế nào và phương pháp dạy con ra làm sao? Ngay giờ phút này đây, xin quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Với câu hỏi đầu tiên này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ có đôi lời chia sẻ giải đáp để quý Phật tử có những phương pháp cho riêng mình trong việc dạy con, để đưa con của mình đến với Phật Pháp. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tòa Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin cho phép chúng con dâng lên Thượng Tòa Chứng Minh lời chúc Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có mặt trong chương trình sáng hôm nay có một ngày tu thật là an lạc và thanh tịnh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giáo dục con trong thời hiện đại là một câu hỏi như thầy MC vừa nói, không chỉ là của riêng ai mà của tất cả chúng ta, nhất là những người làm cha mẹ. Bản thân chúng tôi khi nhận cái câu hỏi này, thấy được trong cái câu hỏi này có 4 vấn đề. Thứ nhất là người Phật tử này hỏi quý thầy là cho một lời dự báo liệu con mình có hư hỏng sa đọa trong xã hội ngày hôm nay hay không. Cái thứ hai là tại làm sao con cái nó cứ hay cãi lại cha mẹ. Thứ ba nữa là xin thầy cho một lời khuyên dạy. Cái vấn đề thứ tư nữa là cách để đưa con vào đạo. Như vậy thì trong một cái câu hỏi này nó có đến 4 vấn đề, phải quý vị. Thưa quý vị, làm cha mẹ là sướng hay khổ ạ? Vui hay buồn ạ? Cười nhiều hay khóc nhiều ạ? Sao quý vị bi quan vậy? Nói ra quý vị toàn nói là khổ, là buồn, là khóc không ạ? Như vậy thì cái việc giáo dục con cái là một cái quá trình mà trong đó nó thấm đậm cả nước mắt và nụ cười, đúng không quý vị? Và nó như là một cái gì đó mà không thể tách rời trong cái việc làm cha làm mẹ. Cho nên ở đây có ai chưa từng khóc vì con không ạ? Không có nước mắt chảy ngược thì nước mắt chảy gì? Như vậy là nước mắt là luôn đồng hành với những người làm cha làm mẹ. Kính thưa quý vị, ngày nay thì thế giới người ta bàn đến các cái vấn đề như là khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về môi trường, khủng hoảng về năng lượng, khủng hoảng chính trị. Nhưng mà người ta cũng đang rất đau đầu về một cái vấn đề khủng hoảng nữa, đó chính là khủng hoảng gia đình, khủng hoảng các cái mối quan hệ của xã hội. Và chính cái sự khủng hoảng này
nó kéo theo sự đổ vỡ và các cái khủng hoảng khác nghiêm trọng hơn. Quý vị biết tại sao không ạ? Biết tại sao không? Tại vì người ta thường nói là gia đình là gì? Gia đình là một cái tế bào của xã hội. Mà ngay cái tế bào của xã hội này nó bị bệnh tật, nó què quặt, nó ung thư, thì cái xã hội này liệu có thể lành lặn được không ạ? Có thể tốt đẹp được không? Con người trong cái thời đại của chúng ta đang đối mặt với rất là nhiều những cái khủng hoảng như vậy, đặc biệt là khủng hoảng gia đình, thì xã hội của chúng ta như Phật tử đã có nói là giới trẻ đang lâm vào cái tình trạng mất phương hướng, sa đọa, không có đạo đức, đó là một cái điều hiển nhiên. Kính thưa quý vị, trong cái thời hiện đại này nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới phẳng, và điều đó được tạo nên bằng việc sử dụng các cái công nghệ, con người có thể kết nối với nhau một cách rất là dễ dàng. Nhưng thực sự quý vị có thấy là chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng không ạ? Có không ạ? Chúng ta thực sự không phải đang sống trong một cái thế giới phẳng đâu, mà thế giới phẳng này nó đang được phân lô, phân cấp, phân địa vị, danh vọng, quyền lực và tất cả những cái thứ khác. Như vậy thì thực sự chúng ta không phải đang sống trong một cái thế giới phẳng, mà có chăng thì đó là một cái thế giới phẳng có sự phân chia rất là rõ ràng trong này. Trước những cái sự phân chia và có nhiều cái khoảng cách trong xã hội như vậy, đồng thời mỗi người sống trong gia đình bây giờ, mỗi gia đình bây giờ phải đối diện với rất là nhiều khó khăn. Bên ngoài á, thì con cái chúng ta nó phải đối diện vì cái sự bùng nổ của văn hóa đa nguyên. Còn bên trong á, gia đình lại phải đối diện với khoảng cách của thế hệ, cha mẹ, con cái, rồi phải đối diện với khó khăn của những cái nếp sống, nếp nghỉ của người đi trước và người đi sau. Cho nên công việc dạy con làm thế nào để gia đình trở nên hòa thuận, an vui, hạnh phúc là một công việc đơn giản hay là khó khăn quý vị? Vô cùng khó khăn, vô cùng phức tạp. Và nhiều người khi được đặt câu hỏi này thì cũng không thể nào trả lời được, và họ nói rằng đành làm sao ạ? Đành phải bó tay à, bó tay chịu trói chịu chết thôi chứ biết sao giờ. Vậy thì trong cái câu hỏi này, liệu rằng Đạo Phật hay Đức Phật có thể mang đến cho chúng ta một cái phương pháp nào đó để mà tháo gỡ được khó khăn này hay không? Cho quý vị có không ạ? Tự tin không ạ? Tại sao vậy? Nếu mà có thì tại sao nhiều Phật tử đi chùa vẫn khóc vì con? Kính thưa quý vị, bản thân chúng tôi rất tâm đắc một câu nói của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân có nói một câu rằng có Phật Pháp thì sẽ có biện pháp. Khẳng định một câu như vậy, có Phật Pháp thì chắc chắn sẽ có biện pháp. Và Đức Phật là một vị đại y vương, là một người có thể chữa lành mọi căn bệnh của cuộc đời. Cho nên Đức Phật trong các kinh điển Nikaya thường được tán thán là gì ạ? Thật là vi diệu thay, tôn giả Gotama, như người dần đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ bày cho người bị lạc đường, đem ánh sáng vào bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cộng vầy, các pháp mà tôn giả Gotama chỉ dạy đều sử dụng nhiều cái phương tiện khéo léo để mà giải thích. Lời tán thán đó là cái lời tán thán sau khi mà Đức Phật giải quyết một cái nỗi lo, một cái vấn đề nào đó cho một người nào đó đến với Phật. Và bàn bạc trong kinh đều là những cái lời tán dương khen ngợi như vậy. Vậy thì khi quý vị đến với Đạo Phật, đến với Đức Phật, chúng ta đủ sức, đủ tự tin để có thể tìm thấy cho mình những cái phương pháp hóa giải những cái vấn đề nan giải của xã hội bây giờ. Quý vị có tin điều đó không ạ? Quý vị có thấy rằng là khi mà đứa con của mình hư hỏng thì ai là người đau khổ ạ? Tại sao vậy ạ? Tại vì ông bà mình nói là con dài thì sao? Con dài thì cái phải mang. Cho nên khi mà mình làm cha làm mẹ, mình sinh ra được một đứa con nó toàn vẹn về thân thể, nhưng mà có ai trong quý vị mong muốn nó bị khuyết tật về mặt tâm hồn không ạ? Không có ai mong muốn cái chuyện này xảy ra. Và vì không có mong muốn cái chuyện này xảy ra cho nên chúng ta mới ngày đêm lo lắng, tìm mọi cách để mà dạy dỗ con. Chúng ta dạy cho con mình làm thế nào để trở thành một người tốt, làm thế nào để trở thành một đứa con có hiếu thảo, làm thế nào để sống tốt hơn. Phải không quý vị?
Nhưng mà ở đây có một câu hỏi cần phải được đặt ra trước khi chúng ta giải quyết vấn đề này. Mà câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều quý vị thường thường là rất ít để ý tới. Kính thưa quý vị có để ý là bây giờ trong xã hội chúng ta có rất là nhiều những ngôi trường, những người thầy, người cô, người hướng dẫn để làm sao cho con mình trở thành một người tốt không ạ? Một người có đạo đức hay không ạ? Có không ạ? Có rất là nhiều. Nhưng mà có bao nhiêu ngôi trường ở trong xã hội này, đất nước này dạy cho chúng ta là một người cha mẹ không? Có không ạ? Ở đây trong tất cả quý vị ngồi ở đạo tràng này, có ai đã từng tham dự một lớp học làm thế nào để trở thành cha mẹ không ạ? Quý vị có thấy đây là một vấn đề vô cùng thiếu sót trong giáo dục không ạ? Vậy thì chúng ta mong muốn rằng con mình tốt, con mình hay, nhưng bản thân mình không hiểu là cha mẹ là cái gì. Cha mẹ không ý thức được vai trò, vị trí, bổn phận, trách nhiệm của mình. Vậy thì cha mẹ là gì quý vị? Ai làm cha làm mẹ đưa tay lên coi ạ. Đưa tay lên quý vị. Vậy thì có những người làm cha làm mẹ không có tự tin đưa tay. Tại sao vậy ạ? Vậy thì cha mẹ là gì quý vị? Cha mẹ là gì không biết. Vậy mà lúc nào cũng trách con, cũng mắng con, cũng nói tại sao con như vậy, tại sao con như kia. Là tại sao quý vị? Tại vì mình chưa bao giờ được học làm thế nào để trở thành một người cha mẹ, và chưa định vị được bản thân cha mẹ là cái gì. Đúng không ạ? Nên cái này bắt đầu học lại quý vị. Học lại ngay từ đầu. Vậy theo quý vị cha mẹ là gì? Mẹ là gì ạ? Mẹ là lòng mía ngọt ngào, là nọ chuối, là buồng cáu, đúng không quý vị? Cha là gì ạ? Bố là tàu lửa, bố là xe hơi, bố là con ngựa, em cười em chơi. Phải không ạ? Phải chứ, ngày nào cũng nghe hát như vậy mà. Vậy thì bố mẹ, cha mẹ là những món đồ ăn và những món đồ chơi, đúng không? Theo cách hiểu thông thường, ngày nào chúng ta cũng hát nghêu ngao như vậy. Cho nên vị trí của cha mẹ mà cha mẹ cũng không thể xác định được, thì đó là một cái điều thiếu sót nghiêm trọng, phải nói là vô cùng nghiêm trọng. Mình không hiểu được bản thân của mình thì mình làm sao mà mình làm tốt được việc của mình, đúng không? Vậy thì cha mẹ là gì quý vị? Kính thưa quý vị, nhiều tôn giáo bàn nói rằng Thượng Đế sáng tạo ra con người. Mà quý vị tin là Thượng Đế có thật không? Nhưng mà thật ra trong cuộc đời này có những vị Thượng Đế đã sáng tạo ra con người là ai quý vị? Là cha, là mẹ. Cho nên cha mẹ là những vị Thượng Đế mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt. Vậy thì khi cha mẹ là Thượng Đế, là một cái người sáng tạo ra con người, thì chúng ta có thể tác tạo tác phẩm của mình theo ý muốn của mình, đúng không quý vị? Có không ạ? Có chứ, mình có thể lựa chọn cho mình sinh ra một đứa con như thế nào. Chúng ta đừng nói rằng mình không có thể làm được chuyện đó. Thực ra chúng ta có thể lựa chọn sinh ra cho mình một đứa con như thế nào. Tại vì chúng ta là Thượng Đế mà, là cái người sáng tạo mà. Người sáng tạo, ví dụ người sáng tạo ra cái ly này mà nói rằng tôi không chịu trách nhiệm về cái ly của mình, là đúng hay sai? Là sai. Cho nên chúng ta là người sáng tạo thì chúng ta có thể chủ động tạo ra cái ly này tốt hay là xấu, có giá trị hay không giá trị. Thì người làm cha làm mẹ còn vậy, mình có thể tạo ra một đứa con tốt hay xấu tùy theo cái cách của mình. Cho nên với cái cương vị là người sáng tạo thì chúng ta có thể chủ động. Vậy thì làm sao để chủ động? Khi quý vị ở đây chúng tôi cảm thấy là một điều rất là tuyệt vời, tại vì quý vị đã là một người Phật tử. Thì chúng ta có gì ạ? Có 5 cái nguyên tắc đạo đức, hay nói cách khác là 5 giới. Đó là gì ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không sát sanh đó là nhân, không trộm cắp đó là nghĩa, không tà dâm đó là lệ, không nói dối đó là tín, và không uống rượu đó là trí. Như vậy một người Phật tử với 5 cái nguyên tắc đạo đức thì đã mang trong mình đó là nhân, nghĩa, lệ, trí và tín. Có nghĩa là cái người Thượng Đế đã mang một cái phẩm chất vô cùng tốt đẹp. Cha mẹ là một cái mảnh ruộng đã tốt như vậy, thì chắc chắn cái hạt giống sinh ra con cái phải là một cái hạt giống lành. Phải không quý vị? Không thể nào một cái mảnh ruộng tốt như vậy mà sinh ra một cái đứa con nó eo uột, một cái cây nó lên nó không tốt được. Cho nên quý vị là cái người chủ thể sáng tạo ra con cái của mình,
với những cái đức tính tốt như vậy của một người quân tử, nhân nghĩa lễ trí tín là theo Nho giáo, thì không lẽ nào mình sinh ra con mình là một gì ạ? Một kẻ tiểu nhân đúng không? Một kẻ ác độc được. Cho nên chúng ta có một cái nền tảng đạo đức ngay từ khi mình mang thai con của mình. Chúng ta đã làm một cái công việc, đó là gì quý vị? Đó là thai giáo đúng không ạ? Tức là giáo dục từ ngay trong trứng nước, chứ không phải là như chúng ta hay nghe nói là dạy con từ thuở còn thơ. Từ thuở còn thơ là nó đã sinh ra rồi, bây giờ mình phải giáo dục nó ngay từ trong trứng nước. Hay nói cách khác là thai giáo đó. Thai giáo bằng cách nào ạ? Đó là bằng đạo đức, bằng cái chuẩn mực của một người Phật tử, trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ. Mà trong đạo Phật chúng ta hay nói là thông qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, chúng ta đã giáo dục cho con mình có được một phẩm chất tốt ngay từ khi nó còn nằm trong thai. Thì mình thấy được rằng là người Phật tử mình có cái lợi thế không ạ? Và mình có sẵn một kho tàng pháp bảo, một cái nền tảng chuẩn mực đạo đức mà con mình nó nương vào cái phước đức đó của mình, của Phật, mà sau này nó sinh ra nó sẽ trở thành những đứa con tốt vì nó được gieo trồng trên một cái mảnh ruộng tốt. Đúng không quý vị? Vậy thì khi mà con của mình nó đã sinh ra rồi á, thì phải làm sao đây? Đến khi mà con của mình sinh ra rồi thì người làm cha làm mẹ phải kiêm nhiệm thêm nhiều cái vai trò nữa. Người làm cha làm mẹ phải là người làm thầy, người làm bàn, người làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho con, người kỹ sư xây dựng cuộc đời cho con, vân vân và vân vân, rất nhiều vai trò khác mà cha mẹ phải kiêm nhiệm thêm. Và cũng bởi vì kiêm nhiệm quá nhiều những vai trò như vậy cho nên cha mẹ dễ gì ạ? Dễ sân hận, dễ cáu gắt với con cái. Tại vì trong một lúc mà mình kiêm nhiệm quá nhiều vai trò như vậy thì mình không thể nào kiểm soát được mình, cũng không thể nào mà làm tốt được hết, cho nên dễ dàng có những cái sự sân si với con cái của mình. Nên trong cái câu hỏi Phật tử này có ưu tư là làm thế nào để giáo dục con và đưa con đến với đạo, thì cái câu hỏi này là một câu hỏi lớn lắm, không phải là một câu hỏi bình thường. Và chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tìm lại trong kinh lời Phật dạy, Đức Phật có một bài kinh mà khẳng định rằng nếu như tất cả quý vị là phụ huynh mà thực hiện theo cái phương pháp này, khẳng định chắc chắn là chúng ta sẽ có những đứa con ngoan hiền. Quý vị có vui mừng không ạ? Tại vì đây là lời khẳng định của Đức Phật, đó là phương pháp đắc nhân tâm, hay nói cách khác là cái phương pháp cảm hóa lòng người. Tại sao lại phải cảm hóa lòng người? Tại vì muốn người khác nghe theo mình thì mình làm sao ạ? Mình phải được lòng người ta trước, đúng không quý vị? Bây giờ nhiều người nói đùa rằng là anh có bằng cấp gì tôi không có quan trọng, nhưng mà cái bằng gì ạ? Bằng lòng mới là quan trọng nhất. Vậy thì muốn người khác nghe theo mình, làm theo mình, thì trước hết phải làm cho người khác bằng lòng cái đã. Và Đức Phật rất là tinh tế trong vấn đề này, Ngài nhìn nhận ra vấn đề này, cho nên Ngài mới dạy cho tất cả chúng ta bốn phương pháp để mà cảm hóa lòng người, mà trong đạo Phật gọi đó là tứ nhiếp pháp. Bốn phương pháp đó là gì, chúng tôi sẽ đọc trong cái bài kinh, trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy như vậy cho quý vị nghe. Này các thầy tỳ kheo, có bốn nhiếp pháp này. Bốn nhiếp pháp tức là bốn phương pháp để thu phục lòng người quý vị. Này các thầy tỳ kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào là bốn? Bố thí và ái ngữ, lời hành và đồng sự. Này các vị tỳ kheo, đây là bốn nhiếp pháp: bố thí và ái ngữ, lời hành và đồng sự. Đối với những pháp này, ở đời đối xử nhau, chỗ này và chỗ kia như vậy thật tương xứng. Và bốn nhiếp pháp này như đinh đầu trục xe, nếu thiếu nhiếp pháp này, thời cả mẹ lẫn cha không được các người con tôn trọng và cung kính. Do vậy bậc hiền trí đồng đẳng nhìn nhiếp pháp, nhờ vậy họ đạt được sự cao lớn tán thán. Trong bài kinh này Đức Phật khẳng định rằng nếu như á mà người làm cha làm mẹ không có bốn nhiếp pháp này thì không được các con của mình tôn trọng và cung kính. Còn bằng ngược lại thì chúng ta sẽ được các con của mình ca ngợi, tán thán và nghe theo. Bốn cái phương pháp quý vị vừa nghe có nhớ không ạ? Là gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là gì? Thứ hai là ái ngữ. Thứ ba là lời hành. Và thứ tư là đồng sự. Đây là bốn phương pháp
cảm hóa lòng người mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, không chỉ rằng để cảm hóa những người xung quanh mình mà còn cảm hóa những người thân trong gia đình. Vậy thì áp dụng cái phương pháp này trong gia đình như thế nào đây? Thứ nhất là Đức Phật dạy cho chúng ta về phương pháp bố thí. Bố thí là gì quý vị? Bố thí là cho đi một cách rộng rãi. Nhưng để hiểu theo khía cạnh của việc giáo dục gia đình đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng bố thí ở đây là một cái sự cho đi một cách vô tư, không suy nghĩ. Cha mẹ mà cho con cái có cần suy nghĩ không quý vị? Không suy nghĩ. Cho nên bố thí cách hiểu đầu tiên là cho đi một cách vô tư, không suy nghĩ, nhưng mà trên ba cái phương diện. Thứ nhất đó là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô ý thí. Về cái tài thí tức là cho con cái của mình về tài sản vật chất. Thứ hai là tài thí. Bố thí ở đây cũng có thể hiểu theo một cách đó là gì ạ? Hy sinh. Hy sinh thân mình để mà làm lồng ra của cải. Hy sinh cả mồ hôi công sức của mình để mà lo lắng cho con. Đó là đầu tiên của tài thí. Thứ hai đó là chúng ta hy sinh cái gì nữa? Hy sinh cái thời gian của mình cho con cái. Điều này vô cùng quan trọng quý vị. Hy sinh thời gian. Có nhiều người á nói rằng mình dành cho con cái của mình một ngày 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà tại sao con của mình không hạnh phúc? Nhưng mà có người nói một ngày tôi dành cho con có 1 tiếng mà con của tôi rất là yêu thương thôi. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta không có chú trọng chất lượng mà chúng ta chỉ mải mê theo cái số lượng. Mà chất lượng quan trọng hay số lượng quan trọng? Cho nên chất lượng thời gian mà chúng ta dành cho gia đình, dành cho con cái, sự hy sinh đó, sự bố thí đó, nó nói lên được cái phẩm chất đời sống trong gia đình của chúng ta sẽ như thế nào, là tùy thuộc vào cái chất lượng thời gian chúng ta đầu tư vào đó. Cho nên quý vị nhớ là khi mình hy sinh thời gian cho gia đình thì phải hy sinh một cách trọn vẹn. Có người cha hy sinh cho con 10 tiếng một ngày nhưng mà ngồi bên con thì làm gì quý vị không ạ? Đọc báo, xem tivi, rồi là chơi cá kiện. Như vậy đâu có phải là dành thời gian cho con mà dành thời gian cho những thú tiêu khiển của bản thân. Cho nên chúng ta hãy chú ý là mình phải dành cái chất lượng thời gian cho con, quan tâm con thật sự và trọn vẹn với con, thì đó mới đúng nghĩa hy sinh, mới đúng nghĩa bố thí một cách vô tư, không suy nghĩ, bố thí một cách trọn vẹn. Thứ hai nữa là việc bố thí nó cũng đồng nghĩa với việc buông bỏ. Những người làm cha làm mẹ phải buông bỏ đến những tư tưởng cổ hủ, hẹp hòi, thiên kiến, thiện cần đối với con. Tại sao vậy ạ? Quý vị ở đây có mong muốn được sinh ra những đứa con mà nói gì nó cũng nghe, dạy gì nó cũng theo không ạ? Có mong không ạ? Kêu con ăn đi con, ngủ đi con, tất cả mọi thứ nó đều làm răm rắp, không hề có một cái sự cãi lại nào cả. Quý vị có muốn như vậy không ạ? Nếu mà muốn như vậy thì chúng ta đang tạo ra một cái thế hệ robot mang tên người, đúng không? Đó là một thế hệ robot mang tên người và nó vô tri, vô cảm. Nó không có tự chủ được bản thân của nó mà nó làm như là một cái máy có sự lập trình sẵn của cha mẹ. Thì đó là gì? Đó là một điều không nên mong muốn như vậy. Cho nên nhiều lúc cha mẹ phải bỏ đi những cái tư tưởng áp đặt và những mong muốn mang tính thiện cần như vậy. Tại vì như vậy con cái của mình nó sẽ không thể nào phát triển được. Thứ hai nữa là chúng ta đừng có góp phần tạo ra những cái con gà công nghiệp. Quý vị biết con gà công nghiệp không ạ? Con gà công nghiệp nó thường gì ạ? Nó ăn xong là gì ạ? Nó ăn xong rồi sinh nở, nó đẻ không ạ? Con cái của mình có nhiều người phụ huynh cứ lo cho nó từ A đến Z, chăm sóc đến tận chân răng, rồi nó ù lì, cục mịch như vậy. Chỉ biết lo cho ăn, ăn và ngủ học thôi. Thì đó là chúng ta cũng đang tạo ra một thế hệ gà công nghiệp. Vậy có nên hay không ạ? Cho nên chúng ta phải bố thí là bằng cách buông bỏ cái suy nghĩ này. Thứ nữa là chúng ta đừng có bắt con mình nó trở thành một cái bản sao của chính mình. Tức là nhiều người trong cái đời sống á, nhiều lúc còn nhỏ mong muốn mình làm một vị bác sĩ, hay mong muốn mình làm một cái gì đó mà không thực hiện được. Đến khi sinh con ra thì bắt con mình phải thực hiện cái ước mơ của mình, hoặc bắt con mình nó phải giống như mình là hiện nay phải có cái địa vị chức tước hay một cái danh vọng nào đó. Thì đó là gì ạ? Đó cũng chính là một cái sự chấp mắc, chưa buông bỏ được, chưa buông xả được. Cho nên gọi là gì ạ? Chưa bố thí được cho con của mình. Cho nên đừng có bắt con mình trở thành một cái bản sao của mình, hoặc đừng có bắt con mình phải thực hiện ước mơ mà mình chưa thực hiện được.
Đây đều là những cái ý niệm mà chấp trước. Và có một điều nữa là chúng ta đừng có tham vọng, giữ con mãi trong cái vòng tay của mình. Có nhiều người không có muốn buông con mình ra, mà không muốn buông con mình ra thì con mình nó mãi mãi là gì ạ? Nó mãi mãi là một đứa trẻ thôi. Quý vị ở đây có bao giờ mà tập chạy xe đạp chưa? Muốn tập chạy xe đạp thì cần phải có một người đứng ở sau, đúng không ạ? Một người đứng ở sau và giữ cho chiếc xe cho chúng ta. Và người phía sau chúng ta muốn để cho mình chạy thì phải lén lén thả chiếc xe ra, đúng không? Thả ra, sau đó chạy theo rồi phải vừa giữ vừa thả. Đến một lúc mà chúng ta chạy được chiếc xe rồi thì người ở phía sau sao ạ? Buông luôn, không cần phải giữ nữa. Cho nên người làm cha làm mẹ cũng vậy. Sinh một đứa con ra ban đầu, mình cũng giống như là tập xe đạp cho con, mình cũng phải giữ nó để cho nó khỏi phải bị vấp ngã, phải bị té ngã, nó bị những cái tai nạn. Nhưng mà khi con mình đã có những bước chập chững đi thì mình phải buông nó ra từ từ. Buông nó ra từ từ đến một lúc là gì ạ? Buông hẳn nó ra. Nhưng mà sao? Nhưng mà cũng phải nhìn về phía nó. Đó là cái gì ạ? Đó là chúng ta đang trao cho con của mình một bầu trời tự do. Buông xả những cái ý niệm chấp trước. Và con mình từ thân nó vận động. Và nó phải học được ba cái chữ từ. Đó là gì quý vị ạ? Từ trọng, từ lập và từ do suy nghĩ. Phải để cho con của mình có lòng từ trọng, để cho nó biết được tính từ lập, và phải để cho nó tự do suy nghĩ. Còn chúng ta cứ muốn rằng con cái của mình phải nằm trong vòng tay của mình, không có để nó thoát ra của mình, thì đây là một cái suy nghĩ sai lầm. Quý vị có thể theo con của mình suốt đời được không ạ? Có được không ạ? Có, nhưng mà trừ khi chúng ta ngồi trên bàn thờ thôi, đúng không? Thì mới theo nó suốt đời của nó, đến khi chết vẫn còn theo nó đó. Chứ làm sao theo được? Cho nên bố thí ở đây cũng có nghĩa là buông xả cái ý niệm giữ con cái của mình với mình, để cho nó tự do, nó phát triển bản thân của nó, đúng quý vị? Tiếp theo nữa, trong cái việc bố thí này á, thì mình thấy được rằng là mình đã tạo dựng cho con mình tự lập, tự trọng và tự do suy nghĩ rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng ở đây là rất nhiều quý vị phụ huynh, khi mình sinh con ra, mình cho con đi học, rồi tìm công ăn việc làm cho con. Mục đích của những việc làm đó để làm gì vậy quý vị? Để cho nó sống mà. Để cho nó làm gì? Mục đích cuối cùng là để cho con mình có một cái đời sống hạnh phúc, phải không quý vị? Vậy thì trong bố thí này, Đức Phật dạy cho chúng ta sự ban cho nữa của cha mẹ đối với con cái, đó chính là pháp thí. Pháp thí tức là trao cho con mình lý tưởng sống, một con đường đưa đến hạnh phúc. Điều này là vô cùng quan trọng. Nếu như người làm cha làm mẹ mà không có trao cho con chúng ta một cái lý tưởng sống, một con đường hạnh phúc, thì bao nhiêu nỗ lực của chúng ta trong cuộc đời làm cha làm mẹ coi như là vô nghĩa. Tại vì chúng ta hướng con chúng ta về đâu ạ? Chúng ta không có biết. Cho nên Đức Phật nói mình phải pháp thí, tức là phải bố thí cho con mình một cái đường hướng sống hạnh phúc. Đó là cái cách hay nhất mà chúng ta trao tặng cho con mình món quà quý báu như vậy. Cho nên trong cái câu hỏi vừa rồi, Phật tử nói rằng là liệu con cái của mình có bị sa đà theo cái xã hội bây giờ hay không, có bị đọa lạc sa đọa rồi ăn chơi lỗi lầm hay không? Có không quý vị? Có hay không là tùy thuộc vào người cha người mẹ đã trao cho con mình lý tưởng sống này hay không, đã trao cho con mình một cái con đường hạnh phúc hay không. Nếu như người làm cha làm mẹ đã trao tặng cho con mình một lý tưởng sống, một con đường hạnh phúc á, thì ngay từ nhỏ bản thân của nó đã tự hiểu như thế nào gọi là nhân, là quả, là thiện, là ác, là tội phước, là nghiệp báo, là những cái giá trị cốt lõi của cuộc sống, đúng quý vị? Nếu như bản thân nó đã ý thức được rồi thì bản thân nó không thể nào sa đọa được. Còn nó không có được những cái chất liệu này trong bản thân á, thì chắc chắn nó sa đọa, đúng không? Chắc chắn sa đọa. Cho nên người làm cha làm mẹ sáng suốt thì phải trao cho con mình một đường hướng sống hạnh phúc. Mà đường hướng đó là gì ạ? Đó là con đường của Phật, Phật Pháp. Phải dắt con mình ngay từ nhỏ, hoặc là bây giờ đi nữa, phải dắt con mình đi chùa, gieo duyên với Phật, thân cần với Tam Bảo, khuyến khích con phóng sanh, bố thí cúng dường, làm những cái công việc thiền nguyện, để cho nó trưởng dưỡng tâm thiền trong bản thân nó, và để cho nó thấy được cái ý nghĩa cuộc sống là gì, và nó cần phải làm gì để mà cuộc đời của nó cũng như những người xung quanh trở nên hạnh phúc. Thì đó chính là pháp thí. Pháp thí mà cha mẹ cần phải hướng dẫn và trao tặng cho con của mình. Và đây cũng chính là
những người làm cha làm mẹ đang tạo ra một cái công nghiệp tốt ở trong gia đình. Tại vì tất cả những người làm cha làm mẹ con cái đến với nhau là do gì ạ? Do một cái nghiệp. Mà bây giờ những người trong gia đình của mình tạo thành một công nghiệp tốt á, thì gia đình của chúng ta sẽ sống tốt. Còn mà cha mẹ có cái nghiệp tốt mà con có nghiệp xấu thì gia đình cũng sẽ rất là đau khổ. Cho nên thay vì có một cái công nghiệp xấu thì chúng ta sẽ tạo nên một cái công nghiệp tốt, tức là tạo nên một cái môi trường sống lành mạnh, hạnh phúc và an vui, bằng cách là tất cả những thành viên trong gia đình đều thực hiện theo những lời của Phật dạy. Đó chính là cái ý nghĩa về cái việc mà bố thí pháp của Đức Phật. Và một cái việc bố thí thứ ba trong cái việc này nữa, đó là Đức Phật dạy chúng ta phải vô úy thí. Vô úy thí là gì? Tức là bố thí cái sự không sợ hãi, hay nói cách khác là đem lại cái sự bình an cho người khác, mà cụ thể đây là con cái của mình. Vậy thì là người làm cha làm mẹ, làm sao để mà con cái của mình nó cảm thấy được rằng mình là nơi nương tựa vững chắc, quý vị? Làm sao ạ? Làm sao mà khi con cái của mình nó nghĩ về mình, nó nghĩ rằng cha mẹ của mình là cái nơi nương tựa vững chắc? Quý vị có đặt câu hỏi này cho bản thân không ạ? Cho nên nhiều lúc con cái của mình nó hư hỏng á, nó không có một cái bến bờ nào để nó nương tựa cả. Cho nên nó mới đi giao du với bạn bè, nó mới đi ăn nhậu, nó mới đi làm những cái việc xấu ác, là tại vì nó không biết ở đâu để nương tựa. Cho nên Đức Phật nói rằng người làm cha làm mẹ phải là một cái bến đỗ vững chắc cho con mình, bố thí cái sự vô úy để cho con cái của mình khi nghĩ về mình nó cảm thấy mình là một cái nơi nương tựa tốt. Mà muốn như vậy thì cha mẹ trong đời sống bình thường phải là cái người như thế nào mà con mình nó tin tưởng được mình như vậy? Sao quý vị? Lúc nãy chúng tôi có nói là cha mẹ là gì ạ? À, cha mẹ là Thượng Đế. Và có nhiều người mừng lắm mừng lắm, cho nên cứ nghĩ mình là Thượng Đế và cái tôi của mình nó to lắm và cha mẹ luôn luôn đứng trên con. Nhưng mà chính cái điều đó giữa cha mẹ và con cái tạo ra một cái hố ngăn cách rất là lớn, cái khoảng cách thế hệ rất là lớn. Vì vậy muốn thu hẹp lại cái khoảng cách thế hệ, cái hố ngăn cách này, thì chúng ta đừng có làm Thượng Đế nữa. Bỏ cái tôi của mình xuống, đừng có nghĩ rằng mình là người trên nữa, mà hãy đồng hành với con của mình, hãy làm bạn với con. Nếu quý vị ở đây mà làm cha làm mẹ chưa làm bạn được với con cũng là một cái sự thất bại. Tại vì có những điều mà nó sẽ không bao giờ nói với mình, nhưng mà nó nói với bạn của nó. Vậy thì bây giờ tại sao mình không làm bạn với nó, để nó chia sẻ hết tất cả những tâm tư nguyện vọng của nó. Và chính cái điều này á, là phương pháp nhiếp phục lòng người thứ hai mà Đức Phật nói với chúng ta, đó là chính là cái phương pháp đồng sự. Đồng sự trong tứ nhiếp pháp, tức là chúng ta cùng đồng hành với người khác để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, những cái yêu cầu, đòi hỏi của người đó. Và khi mà chúng ta đồng hành với người khác như vậy, hay nói cách khác là chúng ở đây chúng ta đồng hành với con của mình đó, thì mình hiểu được con mình nó cần cái gì, và bản thân con mình cũng hiểu được cha mẹ cần cái gì. Cả hai có một cái sự truyền thông và có thể thấy được những khó khăn cũng như những cái mặt hạn chế của nhau mà sống thông cảm cho nhau. Khi đó thì giữa cha mẹ và con cái sẽ là những người bạn bè chứ không phải là những người xa lạ. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đồng sự, cùng đồng hành với con của mình, chứ đừng có đi riêng, tách riêng ra hoặc đứng ở trên vị trí cao nào mà nhìn xuống. Và chính cái sự đồng sự này nó tạo ra một cái điều tuyệt vời, đó là gì ạ? Chúng ta đã xóa bỏ được khoảng cách thế hệ. Như trong kinh Phổ Môn á, chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm với 32 ứng hóa thân là một cái hình ảnh rất là đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm mà muốn hóa độ chúng sanh nhiều lúc phải làm gì ạ? Phải làm quỷ ha, phải làm quan tướng, phải làm các vị thầy thiên thần. Muốn làm hay là làm một vị tu sĩ, tất cả các hình tướng ngài Quán Thế Âm đều hiện ra để làm gì ạ? Để mà dắt nhiều họ. Muốn đồ họ thì bản thân của ngài phải hiện ra một cái thân hình tương tự như vậy thì mới đồ họ được. Cho nên là những người làm cha làm mẹ muốn mà giáo dục con mình thì mình phải đặt mình vào vị trí của nó, thử mình làm một cái đứa con như thế nào thì mình mới giáo hóa nó được. Chứ không thể nào lúc nào mình cũng đứng ở cái vị trí của cha mẹ mà mình thấu hiểu hết con của mình đâu. Đó. Cho nên cái phương pháp đồng sự đây là cái phương pháp mà Đức Phật giúp chúng ta xóa bỏ được khoảng cách thế hệ và gần gũi hơn với đối tượng mà mình cần giáo hóa. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói rằng là cá không ăn muối thì sao ạ?
con cưỡng cha mẹ hay sao? À, chúng tôi cũng có đọc một cái câu là cá không ăn muối cá ương, mà cá ăn phân ure thì trăm đường cá tươi. Quý vị biết sao không ạ? À, cái này bây giờ cá người ta ủ cái phân ure đó, nó tươi cả tháng luôn ha. Nhiều lúc á, không phải lúc nào con cái nó cãi là cha mẹ cũng là nói sai đâu, đúng không? Không phải là nó hư. Tại vì sao thế? Tại vì sao mà nó, khi mà nó cãi mình thì mình cũng phải đặt câu hỏi là tại vì sao nó cãi mình? Tại vì sao nó cãi rồi mà nó còn gân cổ lên, nó nghĩ rằng nó đúng. Ví dụ như con cá đó, nó được ủ bằng phân ure là một cái chất đâu có tốt lành gì, nhưng mà nó vẫn tươi. Con cái của mình sau khi nó cãi mình xong, nó vẫn tươi, tươi rói. Nó nghĩ rằng nó không có sai, đúng không? Vậy thì khi mà nó tiếp xúc với những cái thành phần xấu ác, những cái điều mà không tốt với những cái gì xung quanh nó, mà nó nghĩ rằng nó vẫn tốt, vẫn tươi, thì nó có gì đâu phải ngại, đúng không? Như quý vị ăn cá ure đâu có ngại đâu. Thì điều này á lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề nữa, mà chúng tôi cũng hỏi câu hỏi này rất là nhiều lần với quý Phật tử. Đó là quý vị Phật tử hãy cho biết tuổi của người làm cha làm mẹ và tuổi của con cái, thì tuổi người nào lớn hơn ạ? Tuổi ai lớn hơn? À, nhiều người nào cũng trả lời là tuổi của người làm cha làm mẹ lớn hơn. Cho nên đây là một câu trả lời rất là sai. Tại sao vậy ạ? Tại vì khi trước khi mà sinh con ra, quý vị có được ai công nhận là cha mẹ không? À, vậy thì khi mình sinh con ra thì mình mới được thừa nhận là cha là mẹ. Vậy thì tuổi của cha mẹ và tuổi con cái, tuổi ai lớn hơn, cho quý vị trả lời là. À, vậy là quý vị đã có câu trả lời là bằng nhau. Như vậy thì tuổi cha mẹ và tuổi con cái là bằng nhau. Nhưng mà chúng ta luôn nghĩ rằng mình là lớn hơn nó, phải không? Gà không thể cài nước sôi được, đúng không? Cho nên chúng ta luôn có những cái tư tưởng áp đặt con của mình. Chúng ta lấy những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, chúng ta nghĩ rằng đây là tốt nhất, hay nhất mà mình áp dụng cho con cái của mình, thì coi chừng đó là một cái sự sai lầm. Cho nên chúng ta thấy được cái điểm xuất phát của chúng ta và con cái là như nhau, thì chúng ta sẽ có những cái hành xử như là một người bạn cũng đang đi trên một con đường mà cha mẹ và con cái dắt tay nhau đi một cách hạnh phúc, đúng không quý vị? Cho nên ở đây là chúng ta hãy thấy được cái vấn đề này cho sâu sắc, để mình bỏ bớt đi cái tôi của mình trong cái vấn đề mà giáo dục con cái. Và đó cũng chính là gì ạ? Đó chính là cái phương pháp thứ ba trong bốn cái phương pháp Đức Phật dạy, đó là lợi hành. Tức là chúng ta đi song hành với con của mình thì chúng ta mới đem lại được những cái lợi ích cho con của mình, cho cái người mà mình muốn giáo hóa. Và muốn làm được những cái điều này á, thì Đức Phật còn dạy một cái phương pháp trong bốn phương pháp này nữa. Đó là gì ạ? Quý vị còn nhớ không ạ? Bố thí gì ạ? Bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Nhưng mà chúng tôi nói trình tự nó khác. Vậy thì cuối cùng cái phương pháp nữa đó là Đức Phật dạy phải làm gì? Ái ngữ. Ái ngữ tức là nói những cái lời nói tốt đẹp và phù hợp với lẽ thật, với chánh đạo. Người làm cha làm mẹ nếu mà dạy con á, mà nhiều lúc sân si quá, nói năng cục cằn quá thì nó cũng không có phục, đúng không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nói lời nhỏ nhẹ, mềm mỏng, yêu thương, thì con cái của chúng ta chắc chắn nó sẽ nghe theo. Cho nên có hai mẹ con của cái người này giận nhau dữ lắm, bây giờ mới quyết định là không nói nhau nữa, nhưng mà viết hai người viết hai lá thư để kể tội nhau. Người con viết quá chừng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy chục lỗi đó, rồi gửi cho mẹ, rồi mẹ cũng viết lại cho con. Thì sau khi mà người mẹ đọc cái lá thư của người con xong, mẹ không nói gì cả. Nhưng mà sau khi đứa con đọc xong lá thư người mẹ, nó khóc. Quý vị biết tại sao không ạ? À, tại vì trong cái lá thư người mẹ chỉ viết một câu duy nhất. Câu gì quý vị? À, mẹ thương con lắm thôi. Chính cái ái ngữ, chính tình thương của người mẹ, nó mới hóa giải tất cả mọi sự đau khổ, sự nồi kết bên trong gia đình. Còn nếu như người mẹ cũng như người con kể ra con tội A, tội B, tội C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì cái sự đau khổ đó không bao giờ chấm dứt. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói một cái bài kinh là gì ạ? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là cái phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng lòng từ bi mà giáo hóa cho con của mình. Ái ngữ phải có từ bi thì nó mới thành tựu được. Còn mà quý vị không có lòng từ bi mà khi dạy dỗ con cái bằng lời nói á, thì người xưa người ta nói là gì ạ? Giáo đa thì gì?
giao đa thì thành oán, nói nhiều quá thành ra nó oán hận không, chứ không có được gì cả. Ngài Khổng Tử có nói là đa ngôn thì đa bài, tức là nói nhiều quá thì thành ra bậy bạ, rồi thành ra thất bại chứ không được gì cả. Vì vậy á, trong luật Maha Tăng Kỳ mà Đức Phật dạy cho các thầy thì có một cái cách rất là hay, mà có Phật tử hồi nãy hỏi là tại sao khi mình la con của mình thì con nó hay cãi lại. Thì Đức Phật nói muốn mà một cái người nào mà khi mình la rầy người ta mà người ta không cãi lại á, thì có 5 điều kiện sau. Thứ nhất đó là nói sự thật chứ không phải là hư dối. Thứ hai là nói đúng lúc, không phải không đúng lúc. Thứ ba là nói vì lợi ích, không phải không lợi ích. Thứ tư là nói nhã nhặn, không nói thô lỗ. Và thứ năm là nói vì lòng từ, không phải vì giận dữ. Đức Phật dạy chúng ta là khi mình muốn khiển trách người khác thì phải nói đúng sự thật, đúng lúc, đúng thời, nói với cái sự yêu thương thì người khác mới có thể chấp nhận được. Cho nên khi mình la rầy con mình, tại sao nó lại chống cự mình vậy? Nhiều lúc nói không đúng chỗ, không đúng lúc, hoặc cái ngôn từ mình sử dụng nó làm cho con cái của mình nó bực dọc. Cho nên khi nào quý vị mà muốn la con mình có thể nhớ lại cái đoạn này, phải coi thử mình nói đúng lúc chưa, đúng thời không, nói với cái sự yêu thương hay không. Còn không thì mình sẽ làm cho con mình nó quay ngược lại sân hận với mình, thì đó là cái sự thất bại. Thì kính thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi chia sẻ phương pháp của Đức Phật, đó là 4 cái phương pháp mà thu phục lòng người, đưa con người ta về với chánh đạo, hay là nói cách khác ở đây là đưa con của mình đến với một cái đời sống thiền lành. Mà chính người cha người mẹ cần phải hy sinh rất là nhiều, nhẫn nhục rất là nhiều. Người cha người mẹ đây giống như là một cái vị Bồ Tát, mà phải có một cái sức mạnh lớn, phải có khả năng chịu đựng lớn mới có được một cái trái tim yêu thương lớn. Mà trong Đạo Phật chúng ta hay dùng cái từ đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Muốn có được đại từ bi thì bản thân mình phải đại hùng, đại lực mới đại từ bi được. Còn mà thương không mà không có đại hùng, không đại lực thì thua. Ví dụ như ra đường thấy người con chó đang cắn đứa bé mà mình nói tôi thương quá mà mình bỏ chạy sao? Cái đó đâu phải là thương. Mình phải vào đó để mình can ngăn thì lúc đó mình mới có cái đại hùng, đại lực. Cho nên nuôi con nó khó lắm, phải là những cái bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vậy thì một cái vấn đề cuối cùng nữa, đó là khi mà chúng ta đã nỗ lực hết mình bằng Phật Pháp, bằng tất cả những cái thứ mà chúng ta đã tìm hiểu được, mà con của mình nó không có nghe theo thì phải làm sao quý vị? Làm sao đây ạ? Đức Phật có dạy cho chúng ta. Thì trong kinh Tương Ân Bộ có kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật gặp một người Bà La Môn tên là Kesi. Ông này là một người huấn luyện ngựa rất là giỏi. Cho nên Đức Phật mới hỏi người này rằng là: này Bà La Môn Kesi, ông có cách như thế nào để điều phục một cái con ngựa mà nó hoang dã thành một cái con ngựa thuần thục? Thì người Bà La Môn này mới nói rằng khi mà điều phục ngựa, ông có 4 cách điều phục nó. Thứ nhất đó là phải dùng lời mềm mỏng. Thứ hai là phải dùng lời cứng rắn. Thứ ba đó là phải vừa dùng lời cứng rắn và dùng lời mềm mỏng. Thứ tư là nếu mà đã dùng hết 3 cách này rồi mà nó không có nghe theo nữa thì phải làm gì quý vị? Giết nó. Người Bà La Môn này hỏi là Đức Phật, vậy thì bạch Đức Thế Tôn, ngài là cái người được xem là bậc đại trượng phu, đã giáo hóa những người hư đốn trở thành những người tốt đẹp, vậy thì cách mà ngài điều phục những con người đó như thế nào? Đức Phật nói ta cũng vậy, ta cũng có 4 cách. Đối với những người hư đốn, đầu tiên ta dùng lời mềm mỏng, sau đó thì không được ta dùng lời cứng rắn, mà không được nữa thì ta sẽ vừa cứng rắn và vừa mềm mỏng, mà không được nữa thì ta sẽ làm sao quý vị? Ta giết. Nhưng mà giết ở đây Đức Phật nói rằng Đức Phật sẽ không cho người đó sống trong đời sống của tăng đoàn, tận xuất, dùng cái từ là tận xuất, cho ra khỏi đời sống của tăng đoàn. Vậy thì quý vị khi mà có một cái đứa con mà mình dạy không nổi nữa làm sao? Giết à? Giết không quý vị? Chúng ta phải giết. Nhưng mà giết theo cách của Đức Phật đó là gì ạ? Ngài không có giết mà người, mà ngài cho họ một cái con đường khác, và để cho làm gì ạ? Để cho những người khác dạy dỗ, cho con của mình vào những cái trại thanh niên, cho con của mình đến với những khóa tu mùa hè, những cái khóa tu học. Cha mẹ dạy không nổi thì giao cho xã hội, giao cho nhà chùa. Cho nên là A Di Đà Phật, con của ai đem bỏ chùa này quý thầy cũng phải nhận. Với những cái chia sẻ như vậy thì chúng tôi
cũng mong rằng quý vị có được một vài phương pháp để giáo dục cho con của mình ngoan hiền, và xin chúc quý vị luôn có một đời sống gia đình thật hạnh phúc. A Di Đà Phật.